Có nhiều khi là người này người kia nói cho bạn nhưng mà bạn vẫn không ngộ ra đâu, chỉ cho đến khi nào bạn thất bại bạn mới rút ra được bài học đó. Và chính vì vậy cho người ta mới nói là gì, thất bại là mẹ của gì, thành công. Chúng ta rút ra bài học gì từ đấy? Yes. Seminar như này là những các cái lớp học mà có thể các bạn nhận được rất nhiều những giá trị khi các bạn chọn đúng thầy. Bao nhiêu trong số các bạn đồng ý điều đó, giơ tay và nói tôi. Người ta rất tâm huyết, người ta muốn chia sẻ lại. Đó, thầy Blessinger là thầy của tôi, thầy có nói rằng là những người mà đã tạo dựng lên được những cái thành công mà không đi dạy cho người khác thì đó là sự ích kỷ. Và tôi nghĩ như vậy. Và vì vậy cho nên chúng ta cuối cùng chúng ta cũng mang đi được đâu. Bao nhiêu trong số các bạn đồng ý điều đó, giơ tay và nói tôi. Cuối cùng thì chúng ta cũng về với cát bụi mà thôi. Không mang đi được. Thành ra là nếu giả sử tôi giúp cho các anh chị, nếu tôi giả sử tôi giúp cho các doanh chủ Việt Nam để xây dựng được những cái gì đấy mà nó lớn lao, để giúp cho các cái chủ doanh nghiệp giàu có hơn, thịnh vượng hơn, thì đấy chính là một phần gọi là gián tiếp để giúp cho đất nước này giàu có hơn rồi. Yes. Thế đâm ra là tôi thấy rằng là nếu như mà giả sử rằng các chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề, đi lên từ chuyên môn cũng giống như anh trai tôi, mà nhận được những cái kiến thức như là chúng tôi đã làm này thì vô cùng quý giá, và điều đấy đã được thực chứng. Thế là tôi mong rằng là các bạn thiếu cái gì thì hãy nên tìm đến những người thầy, có thể là thầy Nhật, có thể thầy Blessinger, thầy Sabatier Blon hoặc là những người thầy khác, whatever. Nhưng mà nếu chúng ta mà cứ nói rằng tôi biết rồi thì chúng ta đang là ếch ngồi đáy giếng. Yes. Khi chúng ta đến những cái khóa học như này, nó sẽ khai mở cho chúng ta, nó sẽ giúp cho chúng ta thấy được những cái thứ mà trước đấy chúng ta chưa thấy, hoặc là biết những thứ mà trước đấy chúng ta chưa biết, hoặc là chúng ta sẽ khẳng định những thứ mà chúng ta đã biết là tuyệt vời. À, cái này tuyệt vời quá, cái này em cần phải làm mạnh mẽ hơn, cái này em đã làm rồi nhưng em chưa làm đủ tới, thì bây giờ em phải làm tới hơn. Yes. À, đó là cái thứ ba. Và thứ tư nữa ấy, bạn cần phải là nên tìm đến những người huấn luyện viên, coach, coaching. Rất nhiều các anh chị đến các cái seminar học tập xong rồi về 95% mọi người là bỏ đấy, bởi vì là về nhà bắt đầu thực hiện nó bị tắc, không biết cách giải quyết như nào và vướng. Đâm ra là chúng ta vướng thì chúng ta dễ bị làm sao, bỏ cuộc. Yes. Dễ nản, dễ bị bỏ cuộc. Thành ra là cần những người đã đít và tiếp tục là gì, làm nữa đi, nỗ lực hơn, cố gắng hơn, và thậm chí người ta phải đưa ra những chế tài. Thế và từ đấy rồi người ta sẽ làm tuyệt vời. Cho nên là tại sao mà vừa rồi đội bóng Việt Nam ấy mà thuê huấn luyện viên thay đổi cái ấy, kết quả cũng thay đổi theo. Ông Park Hang-seo, ai biết đến Park Hang-seo nhỉ? Rõ ràng là vẫn những cái con người như vậy, nhưng huấn luyện viên chuẩn thì chúng ta có thể có được những cái kết quả tuyệt vời. Tạo nên một cái bước ngoặt. Có đúng không cái gì? Tại sao có những huấn luyện viên đến dẫn dắt các câu lạc bộ thì đều là dẫn dắt câu lạc bộ đấy trở nên vô địch? Ví dụ như ông Pep, đúng không? Hay là ông Mourinho, hay là ông gì vừa rồi Real Madrid vô địch nhỉ? Đấy, đúng rồi, ông đấy cũng là ông giỏi, đúng không? Tức là có những người huấn luyện viên là cực giỏi, là họ là huấn luyện cho những nhà vô địch. Họ giúp cho họ họ khai phóng được những cái người để cho những người vô địch. Nên là các bạn nếu mà tìm được những cái người huấn luyện viên đấy thì thực sự đó là cái phước lớn của các bạn. Đúng không? Và huấn luyện viên có thể huấn luyện viên một một. Huấn luyện viên cũng có thể là một là many. Đúng không? Một many tức là huấn luyện viên là mình có thể thuê một cho huấn luyện viên theo nhóm. Đó. Và đối với lại bên chỗ một người thầy khác nữa mà bạn có thể tìm đến đó là gì? Là nhà cố vấn cuộc đời của bạn, life mentors. Đúng không? Mentor tức là cái người này bạn muốn làm bộ trưởng ấy, thì bạn có thể tìm đến những người đã từng làm bộ trưởng để cố vấn cuộc đời cho bạn, để họ có thể đến được cái điều đó. Và người này có thể là cậu, có thể là chú, có thể là anh, có thể là chị, có thể là ai đó, và họ sẵn sàng, hoặc có thể là cha, đúng không? Nó tại là họ sẵn sàng để giúp cho bạn, chỉ ra cho bạn đường hướng các thứ này kia. Và nếu bạn có một mentor bên cạnh bạn thì quý quá đó. Và tiếp theo nữa là bạn nên nhớ đây là một người thầy tuyệt vời của bạn.
Là gì đấy các bạn? Là bạn. Người Do Thái ấy, các bạn đọc cái kinh doanh, bí quyết kinh doanh người Do Thái ấy, thì người Do Thái ấy, người ta thường sẽ cứ một tuần cho đến hai tuần người ta sẽ gặp những người đồng 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 bạn, đồng bạn nhưng mà nó phải là cùng đẳng. Đó, mây tầng nào hấp dẫn mây tầng đó mà. Các bạn hình dung như này. Đây là hai thanh kiếm chẳng hạn. Đó. Nếu giả sử tôi cất một thanh đi, một thanh này nó có thể tự mài cho nó được không? Không, thanh kiếm đấy không tự mài được cho mình. Nhưng sẽ như thế nào? Hai kiếm có mài được cho nhau ạ? Thế thì xuất phát từ Kinh Thánh. Kinh Thánh có dạy rằng là bản thân mình không nhìn thấy hạt sạn trong mắt của mình, mà phải nhờ người khác là nhìn cho mình. Có đúng không có gì? Thế thành ra là muốn để sao mài giũa cho nhau ấy, thì hãy tìm những người bạn làm sao là cùng cái kinh doanh, để chia sẻ, để cố vấn, để hỗ trợ nhau, và chúng ta sẽ học được từ nhau. Được không anh chị? Cho nên trong cái câu lạc bộ và Platinum của tôi ấy, thì anh chị em vào đấy, ngoài được thầy Tô Nhật cố vấn cho, thì lại được cọ sát và học trực tiếp từ những người tài. Họ đều là những người tài cả. Nhưng mỗi người sẽ có cái tài mảng của mình và có những cái là tài riêng, cho nên họ lại mài giũa cho nhau. Chính nhờ vậy cho nên họ lại càng trở nên sắc hơn. Và đây chính là cái bí quyết kinh doanh người Do Thái. Và người Do Thái thì có giàu không các anh chị? Cực giàu. Người Do Thái cực tài. Đó. Cho nên bạn phải học người Do Thái ở đấy. Nên là người Việt Nam của chúng ta được cái tiếng là gì? Rất thông minh, rất cần cù. Nhưng có một điều mà người Việt Nam chúng ta cần phải học người Nhật Bản, học người Hán, học người Do Thái. Đó là sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Là chúng ta còn thiếu. Đôi khi ấy, là chúng ta, chị không muốn cho em bằng đùi. Có đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta phải thay đổi. Và cái cộng đồng Platinum mà tôi xây dựng lên ấy, SB là xây dựng lên ấy, là theo cái triết lý là phải mang lại cái sự giúp đỡ và hậu thuẫn cho nhau, để chúng ta cùng phát triển, để cho đất nước chúng ta cùng phát triển. Và đấy chính là cái là cách thức để chúng ta càng tuyệt vời. Yes. Cái cuối cùng, người thầy vĩ đại nhất đó là người thầy trải nghiệm. Có nhiều khi là người này người kia nói cho bạn nhưng mà bạn vẫn không ngộ ra đâu, chỉ cho đến khi nào bạn thất bại bạn mới rút ra được bài học đó. Và chính vì vậy cho người ta mới nói là gì? Thất bại là mẹ của gì? Thành công. Chúng ta rút ra bài học gì từ đấy? Yes. High five người bên cạnh là trải nghiệm là mẹ của thành công. Tôi không nói thất bại mà tôi nói là trải nghiệm. Thất bại hay là thành công đều là trải nghiệm hết. Mà trải nghiệm thì nó sẽ rút ra cho bạn những cái bài học, sự thông thái. Và đây là những người thầy. Tóm lại là đây là những người thầy mà tôi có thể thấy được. Vì vậy cho nên là bạn có thể tìm đến những các cái nguồn này. Và sách là cái thứ mà các bạn có thể thấy là tuyệt vời rẻ. Đôi khi chúng ta chỉ bớt đi một bữa ăn thôi, bớt đi một cốc bia thôi. Bớt đi vài cốc cà phê thôi, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cả một cái cục diện. Nhưng mà khốn nỗi ấy, tôi nói các bạn là có một cái thống kê rất đáng tiếc như này. Là người châu Á nói chung thì là đọc sách thấp hơn người châu Âu. Người châu Âu đọc sách ít hơn so với người Do Thái. Người Do Thái là người đọc sách nhiều nhất trên thế giới. Và ở trong mỗi gia đình người Do Thái bao giờ người ta cũng có một cái chỗ gọi, người ta gọi là tủ sách gia đình, thư viện gia đình. Thế và theo thống kê thì người Do Thái đọc 65 cuốn sách một năm bình quân chung, tức là cứ một tuần là hơn một cuốn sách, 52 tuần mà. Còn người châu Âu người ta đọc khoảng tầm hơn 50 cuốn sách một năm, một tuần một cuốn đó. Người Nhật Bản và người Hàn Quốc là hai dân tộc rất thành công ở châu Á, theo thống kê họ đọc hơn 40 cuốn sách một năm. Thế còn người Việt Nam của chúng ta theo thống kê bao nhiêu các anh chị nhỉ? 0,8 cuốn sách một năm. Tôi không muốn là các anh chị ở đây lại rơi vào cái đó. Tôi muốn các anh chị ở đây, chúng ta phải làm sao học người Do Thái. Học người gì các bạn? Học người Do Thái. Và ít nhất hoặc là chúng ta phải học là gì? Nhật Bản và Hàn Quốc. Được không các chị? Yes.
Thành ra là chúng ta phải làm sao dành ra cái thời gian để chúng ta làm sao cho cái đầu của chúng ta này được ăn những món ăn ngon, những ăn bổ não, và bớt một chút uống rượu đi, bớt một chút uống bia đi, bớt một chút là trà chanh vỉa hè đi. Hãy đầu tư vào đây, bóp mồm bóp miệng một chút nếu bây giờ chúng ta vẫn còn đang khó khăn, mà tôi nghĩ không đến mức độ khó khăn mà không mua được cuốn sách. Yes.